nhân ngày 20 tháng 11 chúc các cô, các thầy và các em 20 tháng 11 sức khỏe, vui vẻ và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Cùng là bài này cũng chưa bao giờ hát và cũng lần đầu tiên hát với thầy. Nga xin gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang, phổ thơ của Thái Hồng Quang, bài hát Mẹ. Bye.